Chào các em, hôm nay thầy sẽ trở lại với clip tiếp theo trong chuỗi clip hóa học lớp 8. Như vậy thì hôm trước thầy đã đăng cái clip ở bài 31 cho chúng ta rồi đúng không nào? Thì bài hôm nay chúng ta được học đó chính là bài 32, phản ứng oxy hóa khử. Như vậy bài này chúng ta học trong vòng 1 tiết đâu nào. Như vậy thì bây giờ, thời điểm bây giờ là chúng ta đã ăn Tết xong, thì cũng chẳng có cái lý do gì để chúng ta vướng bận Tết nhất mà chúng ta bỏ bê việc học đúng không nào, mà chúng ta cũng cùng với thầy cố gắng tiếp thu các bài giảng một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Sau khi đã ăn Tết xong xuôi rồi thì phải bắt tay ngay vào công việc, đó chính là việc học tập là chính, các em hiểu không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần 1 nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta đi sang phần 1 nhỏ, đó chính là sự khử, sự oxy hóa. Chúng ta đi sang phần A nhỏ, sự khử. Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái phương trình phản ứng giữa đồng oxit COO nè. Còn cái cách đọc tên của các cái oxit, ví dụ oxit acid hoặc là oxit bazơ thì chúng ta sẽ xem và xem các clip của thầy nhé. Thầy thấy cũng có một số bạn comment về cái cách đọc tên của oxit bazơ và oxit acid. Như vậy thì thầy nói là lần nữa này, cái COO này đó chính là oxit gì? Oxit bazơ đúng không nào? Tại vì kim loại đồng đây chính là kim loại cộng oxy, thì đồng oxit này chính là oxit bazơ. Còn riêng đồng này á là có hai hóa trị, thì nếu mà đọc đúng chính xác á thì chúng ta phải là cái COO này chúng ta phải đọc là đồng hai oxit, tại vì là trong cái hợp chất này là đồng hóa trị 2 này, còn Cu2O nghĩa là đồng hóa trị 1 á thì chúng ta rất là ít gặp. Như vậy thì thông thường ở đây chúng ta chỉ đọc là đồng oxit thôi, được chưa nào? Còn ví dụ như sắt FeO thì nó là sắt hai oxit, Fe2O3 thì là sắt ba oxit. Còn riêng cái oxit oxit acid thì chúng ta nên đọc cái tiếp đầu ngữ của nó kèm theo cái tên của phi kim ha. Ví dụ như là B2O5 thì hai đó chính là đi, thì chúng ta phải đọc số 2 đó trước, phải là đi phosphor ben 5, đó chính là benta đúng không nào? Benta oxit, đó chính nào? Còn bạn nào mà chưa nắm rõ thì vào các clip của thầy xem ở cái bài oxit cũng như là bài luyện tập 5, thầy đã hướng dẫn rất là kỹ, được chưa nào? Đó, thầy vừa mới nhắc sơ qua lại một lần nữa. Như vậy thì trong cái phản ứng này chúng ta thấy này, đồng oxit cộng với hydro, chúng ta nên nhớ chúng ta đang học là sự khử đúng không? Sự khử thì như vậy sự khử là gì này? Chúng ta nhìn trên phương trình này, COO cộng hydro dưới tác dụng xúc tác của nhiệt độ thì sản phẩm tạo ra là đấy là chính là Cu cộng với nước, H2O này chính là nước, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta thấy là khí hydro này nó đã tạo bên đây là nước, nghĩa là nó kết hợp với nguyên tố gì? Oxy đúng không nào? Tại vì ở đây là chỉ là H2 thôi, mà bên này H2O, chứng tỏ ở đây là nó đang lấy oxy. Như vậy lấy oxy ở đâu? Đó chính là lấy oxy ở đồng oxit này, nghĩa là cái chỗ đồng oxit này, COO này này, nó sẽ xảy ra quá trình tách oxy ra khỏi đồng oxit. Như vậy thì cái quá trình mà tách oxy ra khỏi đồng oxit này này, để cái oxy này nó kết hợp với hydro để tạo thành nước, thì cái quá trình tách oxy này người ta gọi là sự khử. Như vậy thì người ta kết luận chúng ta một câu như này này. Thầy sẽ từ tí thầy sẽ phân tích cái đoạn này sau. Bây giờ để mà hiểu nôm na, có thể là chúng ta có thể đi theo trình tự từ trên xuống dưới, hoặc theo thầy là từ dưới lên trên nên là dễ hiểu hơn ha. Như vậy thì sự tách oxy khỏi hợp chất đó chính là sự khử. Như vậy thì ở đây sự tách oxy ra khỏi hợp chất đồng oxit này đó chính là sự khử, các em hiểu không nào? Đó, như vậy thì khí hydro sau khi nó tách xong thì khí hydro này nó sẽ chiếm cái oxy này để tạo thành nước ở đây, còn đồng oxit này CO này nó sẽ tạo thành đồng, các em hiểu không nào? Và quan trọng ở phần A này, sự khử là chúng ta chỉ quan tâm cho thầy ở đây là sự tách oxy ra khỏi COO, đó chính là sự khử, rồi chưa? Đó thì đây, ở trong đây người ta ghi rất rõ này, trong phản ứng 1 đã xảy ra quá trình tách nguyên tử oxy khỏi hợp chất COO, ta nói đã xảy ra sự khử COO tạo thành Cu. Đó,
Rồi. Ở các nhiệt độ cao khác nhau, khi hydro có thể chiếm được nguyên tố oxy của một số oxit kim loại khác như là sắt 3 oxit, đó chính là Fe2O3 này, chì 2 oxit là BbO, thủy ngân 2 oxit. Thủy ngân 2 thì nghĩa là thủy ngân này cũng có nhiều hóa trị này, HGO. Người ta nói trong các phản ứng hóa học này đã xảy ra sự khử hoặc sự khử oxy của oxit kim loại. Như vậy, tóm lại phần A nhỏ này là chúng ta quan tâm sự tách oxy ở chỗ CO này là được, đó chính là sự khử. Đã chưa nào? Ok. Rồi, như vậy thầy cũng đã trình bày xong ở cái phần A. Thầy nói thực sự các em cho qua Tết rồi, thầy cũng vừa mới ở Phú Yên lên. Các em có nghe cái giọng thầy nó rồ 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 không? Nó là bị viêm họng với viêm mũi nữa. Cứ mà bây giờ ở trên Tây Nguyên, ở Gia Lai thì rất là lạnh. Buổi sáng thôi cống luôn. Nói chung ấy, thầy nói lại một lần nữa này, chúng ta cũng đừng có hối thầy quá rồi thầy lại bắn lên đấy. Tại vì bây giờ mới vào Tết vào, nào là trường, công việc của trường, công việc của lớp, rồi cộng thêm cái dạy thêm, dạy kèm rồi nữa tùm lum hết. Nên dạo này thầy cũng rất là ít lên Facebook để mà trả lời các cái bình luận của các em, mà thầy chỉ tranh thủ vào buổi tối sau khi ăn cơm xong là khoảng tầm 7 giờ kém á, cho tới 7 giờ rưỡi thì thầy tranh thủ lên trả lời comment trên cái kênh YouTube Hóa học lớp 8 của thầy thôi. Còn thầy rảnh nữa thì thầy sẽ lên Facebook để mà hướng dẫn trực tiếp các cái bài tập mà các em có đưa cho thầy. Thầy cũng thấy, nhưng mà do bây giờ nếu mà thầy ngồi mà thầy làm hết tất cả bài tập các em thì thầy không thể ra video những cái bài mới cho các em được. Như vậy thông qua clip này thì các em cũng hiểu thầy hơn một chút xíu nữa nhá. Rồi thực sự là thầy cũng sẽ cố gắng, thầy cũng sẽ hứa với các em cứ yên tâm mà học. Thầy sẽ đồng hành với các em đến hết lớp 12 luôn. Thầy có khả năng đó, các em cứ yên tâm. Được chưa nào? Và bạn nào đã yên tâm, đã gửi gắm cái niềm tin ở cái kênh của thầy và theo thầy thì thầy nghĩ các em cũng ok đi. Thầy cũng sẽ có trách nhiệm đối với các em, và các em cũng nên đồng hành và ủng hộ cho thầy và chia sẻ giúp thầy. Vậy thôi, thầy cũng nói ngắn gọn vậy thôi. Được chưa nào? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần B nhỏ. Sự oxy hóa. Như vậy nãy sự khử là đó chính là sự tách oxy ra khỏi hợp chất rồi nhá. Bây giờ sự oxy hóa này, đó chính là gì? Sự tách oxy của sự tác dụng của oxy với một chất là sự oxy hóa. Thì cái bài này ở 25 chúng ta đã được học rồi đúng không nào? Nghĩa là ví dụ như sắt cộng với oxy thì tạo thành là FeO, hoặc là Fe2O3, hoặc là Fe3O4, hoặc là Cu cộng với oxy thì tạo thành CuO, vân vân. Thì tất cả những hợp chất mà tác dụng với oxy thì đó chính là người ta gọi chung, đó chính là sự oxy hóa, hay nói cách khác đó chính là sự đốt cháy đấy. Tác dụng của oxy đó với một chất đó chính là sự oxy hóa, gọi là sự đốt cháy, không nào? Như vậy thì trong cái phản ứng một này, các em nhìn này, thầy sẽ quay lại cái phản ứng một cho chúng ta xem này. Như vậy thì sau khi mà oxy nó xảy ra cái sự khử trước đúng không? Cái sự khử xảy ra ở đây đó chính là sự tách oxy ra khỏi COO. Thì khi đó cái oxy này tách ra thì ngay lập tức nó sẽ tác dụng với cái nguyên tố nào? À, đó chính là hydro. Đó, oxy với hydro. À, thì nó sẽ tạo thành nước. Thì người ta nói cái gì tiếp nè? Thì cái quá trình mà kết hợp của nguyên tử oxy với hydro thì đó chính là sự oxy hóa hydro tạo thành nước. Đó, các em phải chú ý cái câu này. Nên nhớ là khi mà oxy tách ra khỏi COO đúng không nào, thì ngay lập tức cái oxy đó nó sẽ tác dụng với hydro để tạo thành nước. Thì người ta gọi là sự oxy hóa hydro tạo thành nước. Như vậy thì sự oxy hóa đó chính là sự tác dụng của một chất với oxy. Và cụ thể trên cái phương trình 1 này, đó chính là hydro tác dụng oxy. Rồi chưa nào? Như vậy chúng ta đã hiểu rõ về cái sự khử cũng như là sự oxy hóa. Đúng không nào? Ok. Như vậy thì chúng ta đã đi xong ở cái phần 1 sự khử và sự oxy hóa. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2. Thầy nói thực sự các em chứ thầy cũng rất là muốn ghi sẵn ở trong những cái clip đầu. Nhưng mà nếu thầy ghi sẵn như vậy thì
thầy không thể ra một lúc mà toán, hóa, vi sinh được. Mà nếu mà thầy tập trung làm hóa không thì bây giờ thầy bỏ toán, sinh thì cô làm thì cũng có sự đầu tư, nhưng mà thầy làm toán một tuần 4 tiết mà ghi như vậy thì rất là lâu, em hiểu không? Để sang năm con của thầy đi học mẫu giáo rồi thầy làm ở lớp 9 nó bài bản hơn nữa, các em cứ yên tâm mà học được nào. Rồi, chất khử và chất oxy hóa. A. Ta đi sang phần A này, trả lời câu hỏi. Trong phản ứng 1, nghĩa là trong phản ứng CuO cộng với hydro ấy, tạo thành CO cộng với nước ấy, và trong phản ứng carbon cộng oxy để tạo thành carbon dioxide, nghĩa là CO2 đây. Chất nào được gọi là chất khử, chất nào được gọi là chất oxy hóa, vì sao? Theo thầy, khi thầy dạy các bạn học sinh đó, thì thầy sẽ chỉ ở phần C trước, rồi thầy mới quay ngược lại ở cái phần A này. Chứ tại vì các em sẽ hỏi với thầy là gì? À thầy ơi, chất khử là gì? Thầy ơi, chất oxy hóa là gì? À, như vậy bây giờ mình chưa nắm cái khái niệm của chất khử và chất oxy hóa thì mình không thể nào mà mình trả lời được ở câu hỏi A đâu. Ở phần A trả lời câu hỏi này đúng không nào? Như vậy này, ta nhìn giùm thầy ở cái phần C này, kết luận này. Chất chiếm oxy của chất khác là chất khử. Nhớ này, chất khử là gì? Đó chính là chất chiếm oxy của chất khác. Nhớ nha, chất chiếm oxy là chất khử, mà ngược lại chất nhường oxy là chất oxy hóa. Được không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái phản ứng 1 trước nha. Rồi, ta nhìn vào, tập trung vào cái phản ứng đấy thôi. Thầy đọc lại cái phần kết luận, rồi thầy chỉ trên cái phương trình này thì chúng ta sẽ hiểu được đâu là chất khử, đâu là chất oxy hóa để trả lời cái phần A nhỏ luôn á, các em hiểu nè. Chất chiếm oxy của chất khác là chất khử. Chất chiếm oxy. Như vậy thì chúng ta chỉ để ý giùm thầy ở bên chất tham gia phản ứng này, chứ đừng có để ý bên sản phẩm nha. Để ý sản phản ứng này. Chất chiếm oxy. Như vậy CuO và hydro này, chất nào là chất chiếm oxy? À, đó chính là hydro. Hydro đã chiếm oxy ở CuO này để tạo thành nước. Như vậy thầy nói hydro này đó chính là chất khử. Được không nào? Còn chất nhường oxy đó chính là chất oxy hóa. Như vậy chất nào đã nhường oxy? Đó chính là CuO. Như vậy thầy nói là gì? CuO này đó chính là chất oxy hóa, còn hydro này đó chính là chất khử. Rất là dễ hiểu đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái phản ứng ở phía dưới. Rồi, đối với phản ứng này thì sao? Chất chiếm oxy là chất khử. Như vậy thì carbon với oxy thì chất nào đã chiếm oxy? Đó chính là carbon. Chất carbon này đó chính là chất khử. Còn oxy này là chất nhường khí oxy, thì bản thân oxy ở dạng phân tử một mình này thì nó vẫn là chất oxy hóa. Như vậy thầy nói carbon là chất khử, còn oxy là chất oxy hóa. Rõ chưa? Đó. Như vậy thì nó rất là dễ hiểu như vậy. Đây. Trong phản ứng của oxy với carbon, bản thân oxy cũng là chất oxy hóa. Đó, rất dễ hiểu. Đây là chất khử, là chất đã chiếm oxy. Còn oxy này là chất gọi là nhường, nhờ bản thân nó cũng là chất oxy hóa. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nó nhận xét này. Hydro và carbon là chất khử vì nó chính là chất chiếm oxy. Còn CO và oxy là chất oxy hóa vì là chất nhường oxy, và bản thân oxy cũng là chất oxy hóa. Được chưa? Phần 2 này thầy nghĩ rất là dễ hiểu, chẳng có gì mà khó hiểu để thầy lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta đi sang phần 3 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang phần 3 nhỏ. Phản ứng oxy hóa khử. Thầy nghĩ quan trọng nhất là cái tiếng nói và cái lời nói và cái bút thần kỳ của thầy này. Thấy cái bút carbon không? Vâng, thầy xin lỗi, Doraemon nhé. Em thấy cái túi thần kỳ của nó không? Quan trọng là cái bút này chỉ ở chỗ nào này. Chúng ta phải nhìn vào cái bút á, và chúng ta phải nghe cái những cái lời nói của thầy á. Chứ còn ví dụ như một số cái kênh khác thì các cô dạy rất là đẹp gái, rất là xinh. Khi mà cô giảng thì chẳng có chịu nghe lời giảng của cô, mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, hay là nhìn vào cái vị trí nào đó thì ai biết được, thì các em đâu có thể tập trung bằng cái việc mà thầy làm như thế này, đúng không nào? Như vậy thì đúng, thầy không phủ nhận là cái việc dạy của thầy như này là hay, nhưng
Nhưng theo quan điểm cá nhân của thầy thôi, đây là cái việc gọi là chia sẻ của thầy những kiến thức đã đi theo với thầy cùng 5 tháng. Bây giờ hôm nay tại sao thầy chỉ làm cái kênh này trong vòng mới có 3 tháng thôi, nhưng mà thầy thấy cái độ tương tác với các em nó cũng cao nên thầy cũng rất là vui. Các em cũng đã nghe thầy kể rồi đúng không nào? Một cái ông thợ rèn lò rèn mà ổng muốn kiếm cái tiền á, gọi là ổng một nhát búa của ổng thì ổng nói là trị giá 100 đô, nhưng mà ổng nói là cái công sức ổng bỏ ra chỉ là 1 đô thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm của ổng là tới 99 đô lận. Như vậy ở đây này, thầy chia sẻ cho các em chẳng có mất cái đồng bạc nào hết, chẳng có mất cái đồng tiền nào cả, cũng chẳng có mất cho thầy cái đô nào hết. Như vậy thì ở đây cái kinh nghiệm thầy thì thầy cũng đã đưa lên trên đây hết rồi. Như vậy thì thầy hy vọng chúng ta cũng comment cũng hơi tích cực một chút để thầy có cái động lực để tiếp tục thầy làm được đâu. Ok rồi, bây giờ phản ứng oxy hóa khử. Thì phản ứng oxy hóa khử thì ở đây cho nên nó có biểu diễn ở hai cái quá trình nha, quá trình sự khử và sự oxy hóa cũng như là chất khử. Như vậy thì để mà làm cái này á, chúng ta chỉ nhìn giùm thầy trên sơ đồ này thôi này, đừng có nhìn chỗ nào khác nhé. Rồi thầy trình bày trên sơ đồ này rất là dễ hiểu thôi. Cái phản ứng này, cái phản ứng một đầu tiên này, CuO cộng hydro tạo thành Cu cộng với nước. Như vậy thì chúng ta đã biết CuO này đầu tiên nó chính là chất gì? Chất oxy hóa, đây chính là chất nhường oxy. Nhớ này, chất nhường oxy. Còn hydro đó chính là chất khử, thì đây chính là chất chiếm oxy. Ban đầu chúng ta phải biết được hai cái này trước cái đã, được chưa? Còn cái quá trình đâu là sự khử và đâu chính là sự oxy hóa, sự khử nó sẽ xảy ra trước sự oxy hóa, các em nhớ nha. Thì cái sự khử nó sẽ tách, đó chính là sự tách oxy, tách là sự tách oxy ra khỏi CuO để tạo thành Cu, thì đây chính là sự khử CuO, nghĩa là tách oxy ra khỏi CuO để tạo thành Cu, được chưa nào? Tiếp theo sự khử đó chính là sự oxy hóa. Thì sự oxy hóa là gì? Đó chính là sự tác dụng của oxy với một chất. Cụ thể ở đây, oxy nó sẽ tác dụng với hydro đây để tạo thành nước. Được chưa? Đó chính là sự oxy hóa hydro. Các em hiểu nào? Đó. Thì ở đây các em chỉ việc hiểu giùm thầy hai cái chất này, chất khử, chất oxy hóa thì dễ rồi. Còn khi chúng ta đánh vào sự khử cũng như sự oxy hóa thì các em cứ căn cứ vào chỗ nào tách oxy thì chúng ta đánh dấu mũi tên đây, đó chính là sự khử. Còn cái chất nào mà kết hợp với oxy, cướp oxy thì đó chính là sự oxy hóa. Hiểu không? Như vậy thì ở đây có cái kết luận này. Đấy nha. Như vậy sự khử và sự oxy hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học này được gọi là phản ứng oxy hóa khử. Đây, sự thầy nói luôn, ở lớp 8 ta được học như này đúng không? Nó đơn giản như này thôi. Nhưng mà lên lớp 10, nếu mà chẳng làm lớp 9 thì chắc chắn thầy làm rồi. Lên lớp 10 thầy sẽ chỉ cho các em cái cách phương pháp cân bằng electron. Đó chính là phương pháp oxy hóa khử. Nhưng mà khi cân bằng là bằng phương pháp electron nhé. Được chưa nào? Từ cái đấy tới đó thầy sẽ nói sau. Định nghĩa này, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxy hóa và sự khử. Nghĩa là hồi nãy thầy có nói là xảy ra trước nhưng mà nó xảy ra rất nhanh, sau đó nó sẽ xảy ra cái sự oxy hóa ngay, tách sau đó là kết hợp luôn. Hiểu không nào? Nhưng mà ở đây nó phải tách trước sau đó mới kết hợp oxy đây. Nghĩa là đồng thời nhưng mà cái phản ứng này nó phải là xảy ra trước. Hiểu chưa nào? Đó. Đó chính là chúng ta đã đi xong phần 3 phản ứng oxy hóa khử. Bây giờ chúng ta đi xong phần 4 là tầm quan trọng của phản ứng oxy hóa khử. Thì cái phần này á, thầy dạy trên trường hay dạy thêm gì cũng vậy, thầy cũng cho các bạn đọc để mà tìm hiểu thêm nhá. Đây, nó đã có chữ sẵn rồi. Bây giờ thầy đọc nữa thì nó lại mất thời gian, ở đường nào các em cũng cũng tua qua thôi, chứ các em cũng không thèm thầy nghe thầy nói đâu, đúng không nào? Rồi, còn cái phần kết luận đây, về nhà thì các em sẽ học thuộc cho thầy các cái kết luận này để mà lên thầy cô kiểm tra bài cũ ở trên trường thì chúng ta được điểm về phần lý thuyết nhé. Còn phần bài tập thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu làm cho các em tất cả các bài tập ở phần sách giáo khoa và thầy hướng dẫn ở trong phần sách bài tập riêng. Đáng lẽ sang năm nếu mà có thời gian thầy muốn như này này, thầy dạy ở trong sách giáo khoa xong rồi thầy sẽ làm một cái clip của sách bài tập tương ứng với cái bài đó nữa.
Rồi thầy muốn làm chuyên đề về, ví dụ chuyên đề về phương trình này, chuyên đề về bài tập 1 dự kiện này, chuyên đề về bài tập 2 là hai dự kiện dự thiếu này, lập phương trình này, nhận biết này, tách chắc này, cực kỳ nhiều, thầy rất rất muốn nhiều, nhưng mà do cái thời gian của thầy nó hạn chế quá nên thầy không thể làm cho các em được nhiều được, nên các em thông cảm. Rồi sang năm thầy hứa thầy sẽ làm theo cái hướng đó, được chưa nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ngoài phòng bài tập nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài tập thứ nhất nhé. Một là hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây. Như vậy thì ở đây là chúng ta sẽ chọn câu đúng chứ không phải là đúng nhất, nghĩa là trong các cái phương án này A, B, C, D, E, chúng ta có thể là chọn một hoặc hai hoặc ba vân vân. Chứ còn ví dụ ở trong đây trắc nghiệm mà nó bảo là gì đúng nhất thì chúng ta chỉ chọn duy nhất là một đáp án thôi, ở trong đây có thể chọn được nhiều đáp án nhé. Thầy vừa đọc vừa phân tích và chọn cho em luôn nha. Câu A, chất nhường oxy cho chất khác là chất khử, có đúng hay không nào? À sai. Như vậy câu A này sai, chất nhường oxy cho chất khác nó phải chính là chất oxy hóa, đúng không nào? Như vậy thì câu A này sai nha. Câu B, chất nhường oxy cho chất khác là chất oxy hóa, đúng không nào? À đúng rồi. Như vậy câu B là câu đúng nha. Chất chiếm oxy của chất khác là chất khử, đúng hay sai nào? À đúng nha. Chất chiếm oxy là chất của chất khác là chất khử. Câu B và câu C đúng nha, câu A sai nha. Câu D, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxy hóa, đúng hay sai? À, sai đúng không? Nó xảy ra đồng thời cả oxy hóa và sự khử luôn. Như vậy thì ở đây nó chỉ đưa ra sự oxy hóa không là sai. Như vậy câu D sai, A sai, D sai, B đúng, C đúng nha. E, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxy hóa và sự khử. Như vậy là câu E đúng hay sai? Đúng đúng nào? Như vậy thì thầy đánh dấu dưới đây, đúng này, B đúng này, C đúng này. Đó, ba cái thầy đánh dấu đó chính là đúng nhá. Còn A với D là sai. Ok. Bây giờ chúng ta đi sang bài 2 nhé. Rồi, bài số 2. Ta có này. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử, lợi ích và tác hại của mọi phản ứng. Câu A, thầy từ đâu thầy làm tới đó nhé. Đốt than trong lò, đốt than trong lò thì chúng ta biết rồi đúng không nào? Cái than nó chính là carbon này. Carbon cộng oxy nhiệt độ tạo thành khí CO2, thì đây chính là phản ứng oxy hóa khử đúng không nào? Thì về lợi ích và tác hại, như vậy thì sinh ra khí CO2 này, các em thấy là nó có lợi hay có hại nào? À, CO2 này là một khí rất độc, nó có hại cho cơ thể người chúng ta, cũng như là gây ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính, vân vân, nói chung là gây ô nhiễm môi trường, nói chung là không có lợi mà có hại, được chưa? Câu B là dùng carbon oxit khử sắt 3 oxit trong lượng kim là Fe2O3 cộng với 3CO để tạo thành hai sắt cộng với 3CO2, thì đây cũng chính là phản ứng oxy khử. Cái này đúng nha, thầy gạch đít nè, này phản ứng này, cái này chính là phản ứng oxy khử này, đây phản ứng oxy khử, cái này là có lợi này. Không biết tại sao khi người ta sử dụng khí CO này để khử các cái oxit sắt, ở đây là sắt 3 oxit để tạo thành sắt, người ta lấy cái sắt này này, người ta sẽ tiến hành luyện gang hoặc là luyện thép. Ví dụ như các em thấy là khi em muốn các cái làm các cái móng nhà hay là xây nhà hay bất kỳ công trình nào cũng đều phải có sắt và thép cũng như là gang đúng không nào? Thì lên lớp 9 chúng ta sẽ học về cái cách điều chế gang cũng như là thép, thì sử dụng cái sắt này dựa vào cái phương trình này này, được chưa nào? Như phản ứng đây là có lợi này, còn phản ứng đây là có hại này, được chưa? Nung vôi CaCO3 tạo thành CaO cộng CO2, thì phản ứng đây có phải là phản ứng oxy hóa hay không, hóa khử hay không? Không phải. Như vậy cái C này không phải nhé. Sắt bị gỉ trong không khí ẩm, phản ứng chính là sắt cộng oxy để tạo thành là Fe2O3, thì đây cũng chính là phản ứng oxy hóa khử. Thì chính từ cái phản ứng này người ta sử dụng cái CO này để tạo thành sắt, như vậy cái này cũng có lợi, nhưng mà
có lợi ở trong khi người ta điều chế sắt thôi. Còn bản thân sắt, em biết cái thanh sắt không? Thanh sắt mà để bên ngoài lâu ngày nó bị oxy này trong không khí nó tác dụng thì nó làm bào mòn cái thanh sắt này, thì nó sẽ gây ra bị rỉ. Rỉ sét thì nó rất là dễ bị gãy. Như vậy thì cái phản ứng này nó vừa có lợi và vừa có hại luôn. Các em nói chứ nào? Ok, này, đánh dấu này. Như vậy thì cái bài số 2 là xong nhá. Nhớ này, cái này có hại này, gây ô nhiễm môi trường này, gây hiệu ứng nhà kính này, vân vân. Nó chính là khi đọc ha. Còn câu B này là có lợi này, dùng để điều chế sản xuất ra gang thép nhá. Còn cái câu D này là vừa có lợi vừa có hại nhá. Có lợi đây là tạo thành oxit sắt này, nếu trong công nghiệp thì người ta sẽ sử dụng để mà điều chế cái thép. Còn có hại là nó sẽ làm cho sắt bị rỉ lâu ngày, nó sẽ bào mòn cái thanh sắt đó, nó sẽ bị hỏng đi, bị gãy đi ha. Ok, bây giờ chúng ta đi sang bài số 3 nha. Bài 3 này, hãy lập các phương trình. Những cái bài nào mà cần ghi ra giấy thì thầy sẽ ghi, còn những cái bài nào không cần thì thầy không ghi, mà thầy chỉ nói thôi nhé. Cái bài 3 bắt đầu từ bài 3, bài 4, bài 5 là buộc thầy phải ghi ra giấy đây. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau. Lập phương trình nghĩa là chúng ta sẽ viết phương trình lại và chúng ta phải cân bằng phương trình để cho cái hai bên của sản phẩm và cũng như chất tham gia phản ứng là nó cái hệ số nó bằng nhau, đúng không nào? Ba phản ứng này, có cái đề bài người ta yêu cầu người ta làm gì nha. Các phản ứng hóa học này có phải là phản ứng oxy hóa khử không? Có không nè? Có. Cả ba phản ứng này là đều phản ứng oxy hóa khử để tạo thành, nó đều cướp oxy để tạo thành các cái kim loại cũng như là phi kim thôi chứ nào. Vì sao? Nghĩa là vì nó xảy ra đồng thời cái sự khử cũng như là sự oxy hóa ha, được chưa nào? Đồng thời nó cũng có chất khử và chất oxy hóa luôn. Nếu là phản ứng oxy hóa khử cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxy hóa, vì sao? Bây giờ thầy sẽ làm từng phản ứng này và trên từng phản ứng này thầy sẽ trình bày theo trình tự cái đề này luôn cho em hiểu nhé. Rồi, đây là cái phản ứng thứ nhất, thầy gọi là phản ứng A đây. Như vậy thì tại sao mà thầy lại sử dụng cây bút đây các em biết không? Tại vì cái mực của nó đậm này, mặc dù chữ của thầy nó hơi xấu, hơi khó nhìn, nhưng mà thầy sử dụng cây bút này thì các em cũng rất là dễ nhìn, đúng không nào? Thì bây giờ thầy sẽ trả lời lần lượt các ý này. Phản ứng này có phải là phản ứng oxy hóa khử hay không? Thì ban đầu thì chúng ta ghi là phải nha. Thầy chỉ ghi ngắn gọn như vậy thôi, còn cái câu khi mà thầy cô trên trường hỏi các em thì các em phải đọc cả câu là phản ứng học này phải là phản ứng oxy hóa khử, được chưa? Rồi, vì là gì, xảy ra sự gì, sự khử và sự oxy hóa. Tại sao? Thì cái sự khử đó chính là sự tách oxy này, sự tách oxy của Fe2O3 để tạo thành sắt này, đó chính là sự khử này, thấy chưa nào? Còn sự oxy hóa đó chính là gì? Đó chính là sự kết hợp của oxy tách ra với CO này, oxy đây kết hợp với CO đây để tạo thành CO2, các em thấy chưa nào? Đó, rồi, ta hỏi như thế này, chất này là chất khử, chất này là chất oxy hóa, vì sao? Bây giờ chất khử này. Chất khử là chất gì? Chất chiếm oxy, đúng không? Thì trong hai chất này thì chất này là chất khử nè, đó chính là CO. CO là chính, chính là chất khử. Thì các em ghi vì ở đây là vì chiếm oxy. Thầy làm xong rồi thầy sẽ cân bằng cho chúng ta luôn nhé. Chất oxy hóa đó chính là gì? Fe2O3, đúng không? Sắt ba oxit đấy đó. Vì gì? Vì nhuần khí oxy. Thầy thì nhiều lúc cũng kỹ lắm nhưng mà nhiều lúc cũng cẩu thả ghê lắm, nên chúng ta có gì thông cảm cho thầy nhé. Rồi, xong các cái hệ thống câu hỏi đó, bây giờ thầy sẽ chỉ các em cái cách cân bằng phương trình này. Thì bản thân ở bài 10, 16 á,
thầy thầy up lên thì thầy cũng đã chỉ rất là kỹ rồi, kể cả về cái phương pháp đại số đúng không nào. Thì bạn nào mà chưa biết về phương pháp đại số cũng như là cân bằng phương trình thì chúng ta sẽ xem lại cho thầy ở clip ở bài 16 cũng như là cái phần ôn tập ở học kỳ 1 ạ. Thầy có chỉ các cái phương trình mà bất kỳ phương trình nào từ dài cho tới ngắn, ngắn tới tới dài thì bằng phương pháp đại số thì thầy cũng đã chỉ rất là kỹ rồi nha. Theo trình tự này, kim loại tới phi kim tới gì nữa, hydro tới oxy, tự cân bằng đúng không nào. Trong cái phương trình này đâu là kim loại, đó chính là sắt đúng không nào. Sắt là kim loại, đây là có hai nguyên tử sắt này, mà đây chỉ có một nguyên tử sắt thôi. Như vậy ở đây thiếu mấy, thiếu hai, thiếu hai không phải điền CO2 chỗ đây đâu mà điền chỗ đây này. Như vậy chúng ta thêm hai ở đây được chưa. À, xong kim loại sắt rồi đấy, bây giờ tới cái gì, tới phi kim. Ở đây carbon là phi kim này, đây một, đây một đủ rồi. Như vậy kim loại phi kim đủ đấy. Bây giờ tới oxy này, ở đây 3 mà đây 1, 3 cộng 1 ở đây là 4 đúng không nào. Bên phía bên cái phản ứng đây là 4 oxy này. Ở đây mấy? Ở đây 2 oxy đúng không nào. 2 oxy chứng tỏ ở đây thiếu 2 này. Chứ nữa, thiếu 2. Thiếu 2 thì khi đó sẽ kéo theo carbon này là 2. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta lại điếm oxy lại thử đủ hay không. Bây giờ carbon đủ rồi, bây giờ điếm oxy lại lần nữa. Đây 3, đây 2 nhân 1 đây là 2. 2 nhân 2 cộng nhau 3 đây là chính là 5. Mà 2 nhân 2 đây là 4 rồi, chứng tỏ oxy là bên 5 bên 4 thiếu nữa. Như vậy chúng ta thấy này. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đây là mấy? Thêm 3 đúng không nào? Ở đây cũng 3. 3 carbon là carbon đủ. 3 nhân 2 là 6. 3 nhân 1 là 3 cộng với 3 ở đây. À, các em thấy 3 cộng 3 cũng là 6 mà 3 nhân 2 đây là 6 là bằng. Như vậy phương trình phản ứng cái hệ số của nó là gì? 1 3 3 2. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đi sang câu A, à câu B nhé. Rồi. Bây giờ ban đầu phản ứng này phải không? Phải đúng không? Vì thì chúng ta cũng sẽ ghi vì xảy ra sự khử và sự oxy hóa nhé, giống ở trên nha. Bây giờ thầy chỉ chất khử thôi. Chất khử. Chất khử là chất chiếm oxy. Thì ở trong đây đó chính là hydro này, để chiếm oxy đây để tạo thành nước này, các em thấy không? Để hydro mà đây nước này, chiếm oxy ở đây. Như vậy thì chất khử đây chính là hydro. Vì sao thì ghi ở trên giống ở trên là vì chiếm oxy nhá. Chất oxy hóa. Là chất nhường oxy đúng không? Đó chính là Fe3O4. Xong. Cơ bản như vậy thôi, bây giờ chỉ cách cân bằng cái phản ứng này nha. Ok chưa nào? Ở đây là sắt, cân bằng sắt trước, ở đây là 3. Ở đây 3 nguyên tử sắt, ở đây thiếu đây 1 à, thiếu 3 điều này. Tiếp tục tới hydro. Hydro đây là mấy? Là 2, đây 2 đủ rồi. Tới oxy đây là 4 và đây có 1 à, chúng ta thiếu 4. 4 phải điền chỗ đây đâu nha, mà điền chỗ đây này. Là điền 4 ở đây. Như vậy thì 4 oxy, 4 oxy đủ, nhưng mà khi mà oxy đủ rồi thì kéo theo hydro không đủ. Đây là 4 x 2 là 8 này. Mà đây cả 2, chúng ta thiếu 4 nữa, thiếu 4 nguyên trước đây. Rồi. Đủ rồi đấy. Ta đi sang câu C nha. Nên chúng ta khi xem clip của thầy ạ thì phải kiên nhẫn chứ đừng vội tua rồi bỏ lượt qua. Thì có những cái thầy chia sẻ rất là ngẫu nhiên theo cảm hứng của thầy thôi. Tại vậy cũng ít khi chuẩn bị trước lắm. Đó là kiến thức của nó sẵn có trong đầu thầy rồi. Nên khi mà đem máy ra quay thì thầy chỉ việc dạy thôi. Chứ thật sự các em, thầy cũng không có xem trước đồ gì đâu. Mà bản thân bây giờ kiến thức nó đã có sẵn rồi. Thầy dạy trên chục năm rồi. Nên em cứ yên tâm nhé. Phải không nè? Phải đúng không nè? Nó xảy ra quá trình tách oxy nè. Để tạo thành carbon nè. Sự oxy hóa là oxy này kết hợp với đây tạo thành MgO là sự oxy hóa ha. Như vậy cái này chính là phải phản ứng oxy hóa khử, chất khử này. Em thấy không? Thầy vừa phải đầu tư này, công sức này, trí tuệ này, thời gian này, giấy này, bút này, lời nói này, viêm họng này, viêm mũi này, đủ thứ trên đời hết. Mà các em xem mà các em không thương thầy nữa thì thầy cũng chịu ạ. Thầy cũng không còn cái lời nào để mà nói nữa ha. Nếu mà thầy đi dạy thêm á thì thầy lấy ở vài trăm nghìn hay gì đó, chứ đây xem miễn phí mà ha. Rồi ok. Chất khử. Chất khử là chất chiếm oxy. Thì đó chính là magie hay là CO2. Đó chính là magie đúng không nào.
chất oxy hóa. Ban ngày thì thầy đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập xíu, còn ban đêm phục vụ các em ở trên mạng trên cả nước vậy thôi. Nhiều lúc thầy thấy công việc nó hơi hay hay vui vui thì thầy cố gắng với các em thôi, đúng không? Chất oxy hóa là chất nhường oxy, đó chính là CO2 ha. À, giờ chúng ta cân bằng nè. Mg, magie, 1, đây 1, đây 1 đủ rồi. Từ carbon đây 1, đây 1 đủ rồi ha. Từ oxy đây 2 mà đây 1 chứng tỏ đây thiếu 2 này. Khi đây 2 magie thì đây cũng phải thêm 2. Rồi. Đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta đi sang bài tiếp theo nha. Các em thấy cái can nước không? Can nước của thầy. Mỗi một cái clip thầy phải uống một can nước rồi này. Rất là khang cổ khang giọng nhá, thấy chưa? Bây giờ uống cái nữa đã. Rồi bây giờ nhiệm vụ của thầy là thầy sẽ giúp cho các em làm bài 4 sao cũng như là bài 5 sao nhá. Bây giờ cũng là 10 giờ đêm rồi, chắc làm hai bài này nữa mà 10 rưỡi á. Bài số 4 này, trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng carbon oxit, carbon oxit là khí CO này, để khử 0,2 mol Fe3O4, đây chính là oxit sắt tư nhá, tên gọi của nó đấy. Một phản ứng nhá, nghĩa là chúng ta viết phản ứng đầu tiên là CO cộng với Fe3O4 nha. Và dùng khí hydro là H2 đấy để khử 0,2 mol Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Phương trình thứ hai đó chính là hydro cộng với Fe2O3 nha. Tí thầy sẽ viết cho em xem. Câu A viết phương trình học rồi, ok, tí nữa viết hai phản ứng ra. Câu B, tính số lít, lít nghĩa là tính gì? Tính thể tích là V đó. Khí CO và hydro ở điều kiện tiêu chuẩn, nghĩa là chúng ta phải đi tính V của CO và hydro ở điều kiện tiêu chuẩn, nghĩa là 22,4 lít đó. Hiểu chưa nào? Câu B này dễ đúng không? Câu C, tính số gam sắt thu được ở mọi phản ứng hóa học. Như vậy thì ở bài này hai phản ứng có hai điều kiện. À, thì chúng ta chỉ việc đưa số mol lên đã có sẵn số mol rồi để suy ra những cái dữ những cái mà người ta yêu cầu tính. Thì dù câu B là chúng ta phải suy ra số mol của CO và hydro này, lại xong câu B có số mol rồi chúng ta đi tính thể tích rất là dễ đúng không? Câu C không vậy, chúng ta đưa lên chúng ta suy ra số mol của sắt ở hai phản ứng, tính số gam của sắt của mọi phương trình, xong rồi. Bây giờ thầy sẽ làm trên giấy cho em xem nha. Rồi bây giờ thầy đáng lẽ viết sản phẩm luôn, nhưng mà bây giờ thầy sẽ chỉ cho em cách viết này. Khi người ta sử dụng chất khử là CO mà khử bất kỳ các cái oxit bazơ nào thì nó sẽ tạo thành là sản phẩm, đó chính là khí CO2 cộng cái gì, cộng cái nguyên tố kim loại mà nó khử xuống đấy. Ở đây sắt thì ra đây sắt này, hydro thì nó chính là nước, tại vì lấy oxy đi để tạo thành nước đúng không nào. Đây là cộng với sắt. Thầy gọi đây là phản ứng 1. Đây là phản ứng 2 đây. Như vậy thì bây giờ khi viết phân trình xong ta phải cân bằng nha. Thì cái phản ứng này bản thân hồi nãy thầy cũng đã chỉ ở trong bài số 3, đó chính là câu B. Đúng không nào? Như vậy thì chúng ta còn nhớ cái hệ số không nào? Cái hệ số đây là 3 ha. Ở đây là mấy nha? Ở đây là hồi nãy hình như là hydro đúng không? Ở đây là 3 sắt đúng rồi. Ở đây là 4, ở đây là 5. 4 cộng 1 5, đây là 2 ha. Như vậy chứng tỏ đây là 4, 4 2 8, ở đây 4, ở đây chúng ta 4 rồi này. Rồi. Đó. Khi chúng ta làm quen rồi thì chúng ta sẽ làm nhanh như thầy được. Còn cái em mà lâu thì cứ tuân thủ theo cái phương pháp của thầy thôi. Cứ kim loại trước rồi tới phi kim, tới hydro, tới oxy, rồi sau đó cân bằng ngược nha. Ở đây là 2 đây. Đây 2 này. Đây 3. Ở đây 3 mà đây 1. Chứng tỏ chỗ đây 3 này. Đây 3 thì chỗ đây 3 này. Đó. Thì đây là xong câu A này. Được chưa? Câu A. Giờ sang câu B này. Và em lưu ý thấy thầy chừa cái khoảng trống không? Các em thấy chừa khoảng trống không? Để một tí nữa thầy điền cái số mol, cái số mol của những cái chất mà người ta đã cho sẵn, đó chính là 0,2 mol Fe3O4 và 0,2 mol của Fe2O3, để thầy suy ra tất cả cái số mol còn lại trên phương trình này, suy hàng này này và suy hàng này này, hiểu chưa nào? Dựa vào cái hệ số của nó.
Ở câu B người ta yêu cầu tính gì? Tính V của CO bằng bao nhiêu này? Cũng như là V của hydro bằng bao nhiêu, nhớ ở điều kiện tiêu chuẩn nhé. Như vậy để tính cái thể tích ở đây thì chúng ta cần phải có số mol. Mà muốn có số mol thì chúng ta phải dựa vào cái điều kiện người ta đã cho. Đó chính là 0,2 mol Fe3O4 ở đây. À, rồi đây từ chỗ đây chúng ta suy ra ở đây. Chúng ta gọi đây là A đây. Không gọi A thì chúng ta dựa vào tỷ lệ cũng được. Theo nhân đường chéo này, lấy 0,2 nhân cho 4 ở đây. Chứng tỏ đây là 0,8 mol này. À, tại vì thằng này nhân chéo lên đây là 1. Các em không gọi A thì các em lập tỷ lệ theo cái quy tắc tắc tam suất cũng được. À, đây là 0,2. Thì ở đây hydro thì gọi nó chính là đây là B đây nha. Rồi gọi A là số mol của CO này, B là số mol của hydro theo phương trình phản ứng 1 và 2. Ta có cái việc tìm A và B này, chúng ta còn nhớ cái cách lập tỷ lệ của thầy chỉ không nào? Rồi thì nói nhanh chút này. 4 này, ví dụ tìm A là 4 trên A sẽ bằng là gì? 4 trên A sẽ bằng, đây là không có là số mấy, số 1. 1 trên 0,2 đúng không nào? Chúng ta nhân chéo thôi. Lấy 0,2 nhân 4 là 0,8, A nhân 1 là A, như vậy chứng tỏ A là bằng 0,8 đấy. Như vậy thì số mol của CO sẽ bằng A và bằng 0,8 mol này. Số mol của hydro tương tự như vậy, chúng ta lấy 0,2 nhân cho 3 đây chính là bằng B, là bằng 0,6 mol. Có số mol rồi ha, thì chúng ta sẽ tiến hành tính ra thể tích. V của CO sẽ bằng là 0,8 nhân cho bao nhiêu? 22,4 đúng không? Chờ một tí thầy bấm máy tính nha, thầy đẩy cái ba lên xíu. Suy luôn V của hydro sẽ bằng 0,6 nhân cho 22,4. Chờ thầy bấm máy tính một xíu nha. Ở đây là 17,92 lít này. Còn ở đây đó chính là 13,44 lít này. Này chúng ta bấm máy tính kiểm tra lại nhé. Được chưa nào? Thầy vừa mới bấm xong. Rồi bây giờ tới câu C ha. Tính số gam sắt. Tính gì? Số gam là tính khối lượng đó. Là M khối lượng của, M nhỏ của sắt. Thì ký hiệu đây phản ứng 1. Phản ứng 1 nghĩa là đây, là sắt ở đây này. Còn sắt ở phản ứng 2 là ở đây. Bằng bao nhiêu này? Rồi khối lượng của sắt, thì ký hiệu đây nghĩa là phương trình 2 đấy. Bao nhiêu? Thì để làm được điều đó thì chúng ta cũng dựa trên phương trình này, chúng ta suy ra này. Chúng ta xuất phát từ chỗ 0,2 của Fe3O4 này, chúng ta suy ra đây. Đó, các em gọi ở đây là C đây, C mol đây. Ở đây các em gọi là D đây nhá. Được chưa? Hiểu nào? Nghĩa là từ đây suy ra đây, từ đây suy ra đây. Rồi gọi C là số mol của sắt ở phản ứng 1 này. Rồi D là số mol của sắt ở phản ứng 2. Hiểu nào? Như vậy thì ta có là theo phương trình phản ứng. Nhớ giùm ghi những câu này vô nha. Số mol của sắt của phản ứng 1 sẽ bằng. Rồi chúng ta nhìn lại phản ứng này. Đây 1 mà đây 3, chúng ta đem nhân chéo lên là 0,2 nhân 3, 0,6 này. C nhân 1 đây là C. Như vậy thì ở đây là bằng C và đây chính là bằng 0,6 mol này. Số mol của sắt của phản ứng 2 là bằng D. Ta xem thế nào. 0,2 và đây qua D, đây D nhân 1 là D, 0,2 nhân cho 2 này chính là 0,4 đúng không nào? 0,4 cái này chúng ta tính nhẩm được đúng không nào? Như vậy chúng ta suy ra cái khối lượng của sắt ở phản ứng 1 sẽ bằng 0,6 nhân khối lượng mol đó, đó chính là 56 nha. Suy ra khối lượng của sắt ở phản ứng 2 chính là 0,4 nhân cho 56.
Tại vì khối lượng mol nó chắc chắn là giống nhau. Chờ thầy báo máy tính xíu nha. Này chính là bằng 33,6 gram này. Cái này là bằng 22,4 gram này. Sau đó chúng ta kết luận vậy V của CO là bằng 17,92 này. V của hydro 13,44 lít này. Khối lượng của sắt ở phản ứng 1 này sẽ bằng 33,6 gram này. Khối lượng của sắt ở phản ứng 2 bằng 22,4 gram này. Các em thấy rõ không nào? Chữ nó thầy điều nó hơi cẩu thả cho mình nhìn cũng dễ nhìn đúng không nào? Giờ chúng ta đi sang bài số 5. Khuya rồi. Rồi bài số 5 này, trong phòng thí nghiệm người ta dùng hydro H2 đấy để khử sắt ba oxit là Fe mấy? Fe2O3 nhá. Và thu được 11,2 gam sắt. Bài này rất là dễ, mấy dữ kiện, một dữ kiện nhá. Tất cả đều theo dữ kiện này. Câu A viết phương trình rất dễ. Câu B tính khối lượng của sắt ba oxit đã phản ứng. Như vậy thì để mà tính được khối lượng của sắt ba oxit đã phản ứng thì chúng ta chỉ việc tính số mol của sắt này đưa lên trên phương trình. Sau đó chúng ta sẽ thì suy ra số mol của sắt ba oxit dựa vào cái tỷ lệ đó, sau đó chúng ta tính được khối lượng thôi. Câu C tính thể tích hydro để tiêu thụ dựa vào số mol của sắt đây, suy ra số mol hydro và tính V thôi. Thể tích là V, khối lượng đây chính là M nhỏ. Đáng lẽ cái bài này thầy hướng dẫn cho em về nhà làm đấy, thôi bây giờ thầy giải luôn nè. Rồi bài số 5 này, phương trình phản ứng của nó đấy. Bây giờ cứ nhớ hydro kết hợp với oxit khi nó khử thì nó sẽ tạo ra nước nha, cộng với cái kim loại đó. Giờ chúng ta phải cân bằng phản ứng này trước. Đây 2 ha, đây là 2, đây 3, chúng ta đây 3, đây 3 này. Đó là phương trình hóa học này. Câu A xong rồi nha. Câu B này, B người ta yêu cầu tính gì đây? Tính khối lượng của sắt 3 oxit, nghĩa là tính khối lượng Fe2O3 đấy là bằng bao nhiêu này. Chừa cái hàng này ra để chúng ta tính. Như vậy để làm được điều này thầy làm nhanh nè, ngắn gọn thôi, chứ nó không kỹ giống như cái bài số 4 này nữa đâu. Bây giờ thầy sẽ tính số mol của sắt này. Người ta cho là 11,2. Khối lượng mol của sắt là 56. Chờ thầy tính một xíu nha. Đây, sau khi tính là bằng 0,2 đúng không nào? 0,2 mol. Thực sự là thầy rất hiểu tâm lý của em á. Là gì? Nhìn sách giải người ta làm lượt qua các bước các em không hiểu đâu. Chỉ có thầy cô học qua rồi, nắm được các bước rồi mới chỉ em hiểu, chứ cứ cắm đầu cắm cổ chép trong đó thì nó sẽ hủy cả một thế hệ đấy. Mà càng ngày em càng dốt chứ không phải là càng ngày càng giỏi đâu nha. Có số mol của sắt rồi đúng không? Chúng ta đưa lên đây, sắt đây 0,2 mol. Bây giờ người ta yêu cầu tính gì? Tính ở đây đúng không? Thì cứ gọi thôi, gọi ở đây là A mol thôi. Từ đây đánh dấu một tên qua đây. Hiểu không nào? Gọi A là số mol rồi theo phương trình phản ứng gì đó. Cái đấy chúng ta buộc phải viết ra giùm thầy nhá. Nên nhưng mà bây giờ hơi khuya rồi đó, thầy làm nhanh một chút này. A sẽ bằng này. A đây là nhân lập tỷ lệ này, 1 trên A sẽ bằng 2 trên 0,2. A nhân cho 2 đây chính là 2A, 0,2 nhân cho 1 đây chính là 0,2. Ta lấy 0,2 chia cho 2. 0,2 chia 2 là bằng mấy? 0,1 mol đúng không? Thầy tính nhanh luôn, khối lượng của Fe2O3 sẽ bằng 0,1 nhân khối lượng mol. Khối lượng mol ở đây là sắt là 56 này. Nhân 2 cộng cho 16 nhân 3 đúng không? Bằng nhiêu? Đây, bằng 160 nha. 160 nhân cho 0,1 chúng ta là bằng 16 gram này. Xong câu B nhé. Câu C người ta còn tính gì? Tính V của hydro ha, tính thể tích hydro để tiêu thụ điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy thì ở đây cũng từ sắt này, ở đây chúng ta gọi đây là B mol này. Đó. Như vậy thì chúng ta cũng gọi B theo phương trình phản ứng đó thì số mol hydro sẽ bằng B. Ta lập tỷ lệ này, lấy 0,2 nhân cho 3. Thầy bấm máy tính luôn này, 0,2 nhân cho 3 bằng đây. Nhân chéo này, 0,2 nhân 3. B nhân 2 là chia cho 2 ra. Sẽ bằng 0,3 mol đúng không?
Còn cái này không hiểu ấy thì vào dùm cái clip bài 19 xem lại nha. Trong clip đó thầy chỉ rất là kỹ cái việc tính AB như này. Rồi. Có số mol rồi thì suy ra thể tích thôi. Bằng 0,3 nhân cho 22,4. Cứ tính thể tích là lấy số mol nhân 2,4 nhân cho 22,4 bằng 6,72 lít. Đơn vị khối lượng là gam và đơn vị thể tích là lít. Rồi chưa? Sau đó chúng ta kết luận vào. Như vậy thì thầy cũng đã giúp và hướng dẫn cho các em xong ở cái phần về lý thuyết cũng như là phần bài tập, được không nào? Còn thầy giao bài tập về nhà các em đó chính là sắp bài tập. Bây giờ thầy cũng khá là mệt, với lại nó khuya rồi, mai thầy dạy tới 4 tiết ở trên lớp nữa, nên thầy cũng đi nghỉ ngơi đây. Thầy cũng xin chúc cho các em xem rồi chia sẻ giúp thầy và đăng ký vào kênh của thầy. Và thầy với trò mình sẽ gặp nhau ở clip sau, ở bài tiếp theo, được chưa? Xin chào các em.